cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào, khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, những làng quê trù phú nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá, tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Xanh dâng sóng như đón người. Chúng tôi khởi đầu hành trình cho tập ký sự cuối về làng biển Hải Thanh tại nút giao cắt giữa quốc lộ 1A đi qua thành phố Đồng Hới với đường Lê Thanh Đông hướng ra bãi tắm Nhật Lệ. Một giao lộ sầm uất hiện đại bắc qua dòng kênh cũng đã được tôn tạo chỉnh trang, nhưng vẫn mang cái tên quen thuộc từ ngày xưa là mương phóng thủy. Tên gọi phóng thủy xuất xứ từ chức năng của con kênh là dẫn nước tiêu úng cho cánh đồng lúa phía Bắc và Tây Bắc Đồng Hới. Không còn là con mương dẫn nước thuần túy như trước đây, kênh phóng thủy bây giờ là một trong những dòng nội thủy đẹp, tạo nên sự hài hòa về cảnh quan, kiến trúc của thành phố Đồng Hới. Chợt thấy trên vùng đất này, sự chuyển mình chóng vánh đến kinh ngạc đã kịp biến một làng chài bình dị nơi cửa biển Nhật Lệ thành một phố biển du lịch năng động, tấp nập. Chiều về, khi mặt trời nghiêng bóng, khi cái nắng ngày hè bớt gay gắt, ấy cũng là lúc trên con đường Trương Pháp chạy dọc bãi biển, con đường mang tên người anh hùng của quê cát Hải Thanh, lưu lượng người và phương tiện qua lại bắt đầu gia tăng. Người dân thành phố đổ về bãi tắm Nhật Lệ, khoan khoái đón ngon gió mát lành, thỏa sức vẫy phùng trong hương vị mặn mòi của biển, để tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu trong sự thanh khiết, trong trẻo của thiên nhiên. Hẳn là chẳng có gì thú vị hơn thế. Dọc bãi tắm dài hàng mấy cây số, nhiều nhà hàng, khách sạn, điểm dịch vụ thương mại phục vụ cho hoạt động du lịch đã mọc lên. Nhờ có quy hoạch và quản lý chặt chẽ, nên cả công trình hạ tầng và điểm kinh doanh dịch vụ tại bãi tắm Nhật Lệ vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng, vừa giữ được cảnh quan đẹp vốn có của rừng dương xanh bên biển xanh và cát vàng lồng gió. Dù ở nơi này không thiếu các khách sạn, nhà hàng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, song dường như sau cuộc vui đùa cùng con sóng, du khách vẫn thích cùng nhau quây quần tại các tụ điểm phục vụ ăn uống ngoài trời sát bờ biển. Hòa mình giữa thiên nhiên, hẳn là người ta dễ trải lòng cùng nhau và cùng với đất trời bay bổng. Ngày càng có nhiều du khách đến với bãi tắm Nhật Lệ, nghĩa là người dân quê biển Hải Thanh càng có thêm công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Doanh thu từ du lịch, dịch vụ thương mại bây giờ đã chiếm gần 2/3 giá trị thu nhập của cư dân trên địa bàn. Rời bãi tắm Nhật Lệ, chúng tôi ghé thăm cơ sở sản xuất bánh bột lọc của bà Hà Thị Xuân ở tổ dân phố 1, phường Hải Thanh. Ít ai ngờ rằng những chiếc bánh làm từ tinh bột sắn bọc nhân tôm, nhân đậu xanh, gói bằng lá chuối bình dị, mộc mạc chân quê ấy lại trở thành món ẩm thực đắt hàng trên bãi tắm Nhật Lệ. Bà Xuân cho hay, vào những tháng cao điểm của mùa du lịch biển, mỗi ngày cơ sở của bà sản xuất và tiêu thụ trên 30.000 chiếc bánh. Vậy nên, nhà bà Xuân suốt ngày đỏ lửa với gần 20 nhân công liên tục bận rộn gói bánh. Thời con gái, bà Xuân từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong vận tải hàng hóa vào chiến trường. Hẳn là vì thế mà trong đội ngũ nhân công gói bánh của bà có cả cựu thanh niên xung phong tuổi cao, kinh tế gia đình gặp khó khăn, có cả người bị di chứng của chất độc da cam dioxin. Nghề làm bánh bột lọc bây giờ đã đảm bảo cho gia đình bà Xuân cuộc sống tươm tất. Trong ngôi nhà bề thế khang trang của mình, chia sẻ với chúng tôi những thăng trầm của cuộc đời, bà Xuân cho biết,
Khi đã có của ăn của để, bà thường dành dùng một phần thu nhập để làm từ thiện. Bà Xuân phấn khởi lắm, bởi bánh từ cơ sở sản xuất của bà đã được cả nước biết đến với thương hiệu bánh bột lọc Mề Xuân Hải Thành. Mới đây thôi, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Ẩm thực đã tôn vinh bà và sản phẩm bánh lọc Mề Xuân, cấp bằng chứng nhận sản phẩm đạt danh hiệu Văn hóa Nghệ thuật Ẩm thực và tinh hoa đặc sản ba miền. Chia tay bà Xuân, chúng tôi đến cơ sở làm bánh bèo, bánh cuốn gia truyền của gia đình bà Hoàng Thị Vân. Chồng bà Vân là dân xóm Câu, Đồng Hải ngày trước, tức là dân gốc Thử Thiệt của quê biển Hải Thành. Chiến tranh đã hủy diệt làng xưa, nhưng ông bà vẫn mang theo nghề làm bánh được truyền lại từ nhiều đời về nơi quê mới. Bà Vân khẳng định, nhờ có du khách, nhờ du lịch biển phát triển, nên bà vẫn giữ được cách làm bánh cổ truyền thủ công. Tuy năng suất không cao, nhưng bù lại, bánh bèo, bánh cuốn, bánh khoái do bà làm ra ngon hơn, chất lượng hơn cả nơi khác. Du khách muôn phương nhớ về Nhật Lệ, Hải Thành không chỉ vì nơi này có bãi tắm đẹp, mà còn bởi ấn tượng khó quên từ những món ẩm thực bình dị như bánh lọc Mề Xuân, bánh bèo, bánh cuốn của bà Vân vậy. Tôi làm bánh bèo thì 25 năm rồi, nhưng mà đời trước của ba mẹ tôi làm nữa, với ông bà ngoại làm nữa, là tôi là đời thứ ba. Khách du lịch mà đến ăn thì họ đều khen ca ngợi là coi như cái bánh bèo của gia truyền của mẹ vẫn là ngon. Nói chung họ cũng khâm phục cái cách chế biến của mình. Anh Trần Văn Sáu ở tổ dân phố 7, phường Hải Thành suy nghĩ tìm cách kinh doanh theo một hướng khác. Hoạt động du lịch trên bãi biển quê hương cho anh cơ hội biến niềm đam mê về một thú chơi nghệ thuật tao nhã, tinh tế thành một nghề mưu sinh. Đó là chế tác quà lưu niệm và các sản phẩm nghệ thuật từ chất liệu gỗ lũa. Sự xuất hiện quầy hàng trưng bày và bán các sản phẩm lũa nghệ thuật của nghệ nhân Trần Văn Sáu tại bãi thắm Nhật Lệ giúp người phương xa cảm nhận rõ hơn bàn tay khéo léo, tài ba và nét hào hoa trong tính cách, tâm hồn của người dân xứ biển Hải Thành. Mang tròn dáng dấp của phố thị, Hải Thành đang trên đà phát triển. Bức tranh toàn cảnh của miền quê cát đang đổi thay từng ngày. Hội nhập nhưng không hòa tan, người Hải Thành vẫn giữ lại cho riêng mình hồn cốt của nắng, của gió và tình yêu với biển. Hàng năm, Hải Thành vẫn đều đặn tổ chức lễ hội cầu mùa vào rằm tháng 4 âm lịch. Lễ này mở đầu cho mùa đánh bắt cá chính trong năm, mùa đánh bắt cá vù Nam. Nhóm phóng viên làm kỷ sự may mắn lưu giữ được nhiều tư liệu hình ảnh về lễ hội cầu mùa của ngư dân Hải Thành. Dù hiện nay nghi thức tế lễ giản đơn hơn, nhưng lễ hội cầu mùa ở Hải Thành cơ bản vẫn giữ được nét văn hóa tâm linh, phong tục tập quán từ bao đời nay của cư dân các làng biển Quảng Bình. Sau phần lễ yết là hồi mùa bông chèo cạn. Đội mùa bông có 20 hoặc 24 người. Mỗi người khi biểu diễn màn mùa bông cầm hai lồng đèn vuông trang trí đẹp mắt, cầu kỳ. Kết thúc màn múa, các diễn viên cầm đèn lồng sắp xếp đội hình sao cho các đèn lồng kết thành 8 chữ Thiên Hà Thái Bình Cầu Ngư Đắc Lợi. Đội mùa bông biểu diễn xong là tới phiên của đội chèo cạn. Các nữ thanh niên khỏe khoắn, xinh tươi trong trang phục áo dài, lưng thắt dải lụa, tay cầm chèo đứng thành hai hàng, vừa đi theo nhịp phách, vừa chèo trong tiếng hò khoan đối đáp nam nữ. Nội dung những câu hò là cầu cho mùa cá bội thu, người dân làm ăn phát đạt, mọi nhà đều may mắn, an lành. Ngoài lễ hội cầu mùa, người Hải Thành còn tổ chức lễ vía thờ cá voi ở Lăng Bà, lễ xuân thủ kỳ yên đầu năm mới. Vào các dịp kỷ niệm trọng đại của làng quê, của đất nước, cửa sông Nhật Lệ lại rộn vang tiếng reo hò cổ vũ ngư dân Hải Thành, ngư dân các làng chài của Đồng Hới thi tài trong lễ hội đua thuyền đầy sức mạnh và tinh thần thượng võ. Văn hóa truyền thống là nét chạm không thể phai mờ trong cốt cách, tâm hồn của người Hải Thành. Hẳn là thế, và bởi vì như thế nên dẫu làng đã lên phố thì con người nơi đây vẫn nặng lòng thủy chung với biển.
Biết gia đình của chúng tôi muốn tìm hiểu cụ thể chi tiết việc làm ăn của ngư dân trên địa bàn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hải Thành đã thu xếp cho chúng tôi cuộc gặp với một lão ngư của phố biển. 2 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại bến thuyền chờ cá Đồng Hới. Hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi, tàu cá QB1809TS của ông Trần Ngọc Hiếu ở tổ dân phố 3, phường Hải Thành cũng cập bờ sau 4 ngày đi biển. Chỉ với dăm câu chào hỏi làm quen, ông Hiếu đã hồ hởi cho biết chuyến biển vừa rồi cũng thấm khá, sản lượng tôm cá đánh bắt bán hết ước sấp xỉ 20 triệu đồng. Tàu ông có 3 lao động, trừ chi phí xăng dầu và khấu hao tàu thuyền, chuyến biển vừa rồi mỗi người cũng dư sức thoải mái đưa về cho vợ con 3 triệu đồng. Trên bến thuyền chờ cá Đồng Hới, nhiều tàu cá khác cũng trở về trong đêm cập bến tiêu thụ hải sản. Những người đàn ông ăn sóng nói gió đứng trên thuyền, những người phụ nữ cần mẫn tảo tần lội dưới bến, tất thảy họ đều hối hả tất bật với những khay hải sản tươi rói niềm vui. Trong tiết trời nửa đêm về sáng se lạnh, chúng tôi càng thấm thía nỗi thấp thỏm chờ đợi của những người mẹ, người vợ trắng đêm tìm bóng dáng của con tàu thân thuộc, càng thể hiểu nỗi nhọc nhằn của những người đàn ông lưng trần rám nắng bám biển cưỡi sóng vươn khơi. Thưa bác, biển giá mình ăn dạo này ra ngày bán? Nói chung bình thường làm ăn cũng được, nói chung nghề giá cao làm ăn được hơn tất cả mấy cái nghề khác. Thưa bác, là vì sao mà trong lúc nhiều người dân Hải Thành chuyển sang kinh doanh dịch vụ du lịch mà bác thì vẫn bám biển để mà đánh bắt hải sản như vậy ạ? Tôi làm rồi 20 mấy năm rồi. Nói chung những cái người khác họ làm mà họ cũng có không bảo thủ nhiều quá mà họ cũng không kiếm nghề, cho nên họ nên giải thể. Cho nên nhỏ như tôi làm đây từ đây 20 mấy năm rồi, tôi làm cảm thấy làm ăn được, cho nên tôi vẫn cứ làm mãi nữa. Mới hay rằng biển cả chỉ bao dung hào phóng với những ai thật lòng yêu biển. Phải có những con người đêm ngày bám biển như ông Hiếu thì vùng đất Hải Thành mới giàu có thêm, trù phú thêm nhờ những món quà từ lòng biển bao la. Quất lấp phía sau những con phố, những dãy nhà cao tầng, vì thế vẫn có một Hải Thành đầm đà khung cảnh làng chài. Thoảng trong không gian là mùi vị đầm đà không thể lẫn vào đâu của con tôm, con cá từ hàng chục cơ sở chế biến hải sản đang hoạt động, cung cấp cho thị trường các mặt hàng thực phẩm cao cấp. Nằm sâu trong ngõ nhỏ, nhưng cơ sở chế biến hải sản Minh Xích bao giờ cũng đông người mua, người bán. Cô chủ trẻ cho chúng tôi hay, vào mùa du lịch, mỗi ngày ít nhất có 200-300 người tìm đến mua đặc sản của quê biển Hải Thành. Hàng đông lạnh, hàng sấy khô từ cơ sở chế biến hải sản Minh Xích đã có mặt tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thông qua các đầu mối bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn. Bâng khuâng cảm xúc về phố biển Hải Thành, tưởng thân quen mà vẫn còn đó bao điều bất ngờ, lạ lẫm. Chúng tôi đi ra phía biển. Mặt biển chan hòa ánh nắng, lấp loáng trong bước chân tuần tra của dân quân biển Hải Thành và chiến sĩ biên phòng đồn Nhật Lệ. Phía cửa sông, những con tàu nhẹ nhàng lướt sóng. Khung cảnh quê biển Hải Thành thật bình yên. Những con sóng lao xao niềm vui cùng bờ cát vàng trong nắng mới.